Em Hoa Lan Thanh Mai 98 xin mến chào cả nhà yêu Lan ạ. Buổi chiều hôm nay tiếp tục lên chia sẻ với các bác là dòng dáng hương tâm ở sắc đang nụ nhá, hoàng nhạn rừng đang nụ và 4N và đai châu tất tần tật luôn. Anh chị uống trà ngon, trà sạch chuẩn đất trà Tân Cương Thái Nguyên, các bác alo trực tiếp cho em nhá. Trà sạch nhà làm các bác nhá. Và có mức giá từ dòng trà mốc câu là 250k 1kg trở lên các bác nhá. Tôm nõn là 350, nõn 500. Rồi cho đến những dòng trà đinh các bác nhá. Đấy. Bây giờ thì em sẽ lên cái hoàng nhạn 4N trước cho các bác chọn này. Đây. Nhạn 4N thì chậu nào cũng như chậu nào các bác nhá. Đây ạ. Như thế này là 250 một chậu các bác nhá. 250 một chậu. Đấy. Mình đặt sang chậu đất rồi các bác nhá. Mình đặt sang được 3 tháng rồi. Đấy, rễ nó bám ra rồi. 250 một chậu nhạn 4N như thế này các bác nhá. Các bác mua hàng gọi vào số 0372094157 nha. Đây. Nhạn 4N các bác nhá. Nhạn 4N ná mít. Đấy. Chậu nó như thế này 250 các bác nhá, 250. Cái này mình nuôi nó mau lớn mà các bác, sang năm các bác sẽ được chậu to. Chờ tí em lên nhạn rừng cho các bác chọn nhá. Đây chậu kiều này nụ nó to này, này bác nào lấy chậu này em để 250 nhá. Kiều mỡ gà các bác nhá, kiều mỡ gà. Hoa đẹp lắm các bác ạ. Hoa mỡ gà đẹp lắm, 250. Các bác chậu trâu này. Đấy, trâu này là thuần chậu lâu rồi các bác nhá. À, mít đẹp này. Đấy, trâu đỏ đốm các bác nhá. Đấy, Tết này là sai hoa lắm. Tết vừa rồi nó được 2 bông. Tết này cố gắng lấy 3 bông, 4 bông các bác nhá. Chậu này 300 các bác nhá, 300 chậu 2 cây. Đáng hương cho các bác rồi em lên hoàng nhạn nhá. Đây. Cái này là dáng hương tam bảo sắc Điện Biên các bác nhá, hoa tím nụ này. Bác sắp được ngắm hoa rồi. Đây. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn con nhá. Dây này cô chú anh chị lên cho em là 250. Hàng này em thuần được 3 năm rồi các bác nhá. 3 năm, 250. Số 1, đáng hương số 1. Lộn xộn đi các bác nhá. Lên lộn xộn đi. Rồi tiếp tục một chậu hoàng nhạn nhá. Hoàng nhạn này là hoàng nhạn rừng các nhá, nụ này. Đây. Chậu này em lên là 300 các bác nhá. 300 chậu 2 cây. Có 300 chậu đất. Chậu số 1, sang chậu số 2 em còn có mấy chậu nhạn rừng thôi. Chậu số 2 là 3 ngọn con nhá. Các bác lên giúp em là 450. 450 chậu số 2. Có 4 chậu. Chậu số 3 này. Chậu số 3 này nụ dài khúc này các bác này. Đấy, chậu số 3 các bác lên giúp em là 400 nhá. 400 2 cây, đẹp lắm. Thuần lâu rồi rễ này. Không các bác nhá. Số 4. Chậu này nó mất đọt này, nó ra cái đọt mới các bác này. Chậu này em lên là 450 các bác nhá. 450 chậu số 4. Chậu số 2 nhá. Đây. 2 cây đẹp không? Để các bác là 250 nhá. 250 chậu chậu số 2. Chậu chậu số 3 này. Chậu này đẹp không? Chậu này em để các bác là 350 nhá. Đỏ đốm luôn, 350. Chậu dáng hương tam bảo sắc số 3 các bác này. Tam bảo sắc số 3 nhá. Nụ đây. Nụ đây các bác nhá, nụ đây. 2, 4, 6, 7 ngọn thôi nhá. Số 2 em cũng lên là 250 cho các bác về chơi hoa nhá. Đẹp lắm. Rồi em sang rể số 3 các bác này. Ôi rể số 3 đẹp không. Nụ này. Mít này. Số 3 em lên là 300 các bác nhá. 300. Rồi em sang rổ số 4 các bác này. Hàng này em thuần 3 năm rồi các bác nhá. 2, 4, 6, 7 ngọn. Nhưng mà cái này nó nụ nó ngắn hơn nhá. Toàn bộ là lá xếp mít này. Đấy. Rồi số 5 này em lên là 270 các bác nhá, 270. Cô chú bác anh chị vào mua hàng ủng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372094157 nhá. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.